Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoài TV. Tướng Bùi Cao Khánh điều ba đặc nhiệm nã tan xác cổ phần quân sự Trung Quốc vì quốc hùng bằng tên lửa vác vai. Thì thưa quý vị và các bạn, theo nguồn tin từ biên giới Việt Cam, báo về cho biết, trong những ngày vừa qua, chiến sự của hai bên vẫn căng thẳng. Các cố vấn quân sự của Trung Quốc vẫn tìm mọi thủ đoạn để cho quân lính Campuchia khiêu khích vào các doanh trại giã chiến được quân đội Việt Nam dựng lên ở dọc biên giới. Những doanh trại này liên tục di chuyển đến các điểm mới khác nhau. Chiến thuật này làm cho binh lính Campuchia hoang mang vì không biết Việt Nam có bao nhiêu quân và nếu có đụng độ thì tấn công ở đâu vào cơ quan chỉ huy đầu não quan trọng của quân đội Việt Nam. Trước tình hình khó khăn phức tạp này, Cố vấn Trung Quốc là tướng Vi Quốc Hùng phải trực tiếp đi thị sát dọc biên giới Việt Cam. Mục đích của vị quốc hùng là tìm ra phương pháp gây án cây chiến kiểu mới vì những chiến thuật cũ đã bị Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, đặc nhiệm Việt Nam đã nã tên lửa vác vai vào chúng. Người cố vấn quân sự Trung Quốc là tưởng vi quốc hùng. Bình lĩnh Campuchia đã mất nhiều giờ để tìm những mạnh thi thể của ông bị văng tung tóe ở nhiều nơi khác nhau vì chúng hỏa lực mạnh. Theo báo chí Việt Nam đã công bố về loại tên lửa hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay, tên lửa vác vai Inna do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo. Có thể khẳng định chắc chắn một điều, đến nay đã 5 năm trôi qua, Việt Nam hoàn toàn chủ động công nghệ sản xuất tên lửa vóc vai INA hiện đại, còn là thiết kế có tên đầy đủ là hệ thống tên lửa phòng không vóc vai INA do Nga thiết kế. INA hay có tên đầy đủ là 9K38 INA là hệ thống tên lửa phòng không vóc vai được vì như cơn ác mộng với máy bay trực thăng bay tầm thấp. Ngay sau khi cổ vấn quân sự Trung Quốc là tưởng vì quốc hùng mất mạng ở biên giới Việt Cam, tin này đã được nhanh chóng bảo vệ cho Thủ tướng Hun Sen, biết ông đã trực tiếp chỉ đạo và tìm ra nguyên nhân vụ việc để có cơ sở bằng chứng thép đáp trả Việt Nam. Hai cơ quan điều tra của Campuchia và Trung Quốc đã nhanh chóng điều tra nguyên nhân và thủ phạm đã phóng tên lửa phát vài này. Nguồn tin cho biết cụ thể vụ việc từ đêm hôm qua, tình báo Việt Nam là người Campuchia gốc Việt hiện đang đóng quân cùng binh lính Campuchia ở gần biên giới Việt Cam khu vực Đồng Quân là một căn cứ bí mật tại tỉnh Monokini của Campuchia. Tại khu vực Đồng Quân này, có cả cầu vườn Trung Quốc, khoảng cách từ căn cứ này đến quốc lộ AH-17 tại xã Thuận An, huyện Đắc Ninh, tỉnh Đắc Nông của Việt Nam, là 50 km tỉnh theo đường trên bay. Cứ điểm quan trọng này ở trên đỉnh núi được bao bọc xung quanh nhiều ngọn đồi núi khác nhau sau khi thông tin về việc cổ vườn Trung Quốc sẽ trực tiếp đi máy bay trực thăng để thị sát biên giới Việt Nam. Để thị sát biên giới Việt Cam, được nhanh chóng cấp báo về bộ tư lệnh. Quân khu 7 đặt ở số 204 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức tư lệnh Trung tướng Võ Minh Lương xin ý kiến chỉ đạo của bộ và được phép bắn hạ mục tiêu phải nhanh gọn và không để lại dấu vết. Đây là công việc khó khăn đòi hỏi nhiều yếu tố quan trọng, vì thế tư lệnh Trung tướng Võ Minh Lương cùng với chính ủy Trung tướng Trần Hoài Trung đã họp bàn với năm tư lệnh để tìm ra phương án khả thi nhất để có thể bắn hạ mục tiêu quan trọng này. Sau 3 tiếng bàn bạc, các phương án và đưa ra nhiều giả thuyết, để phòng đối phương phát hiện ý đồ tác chiến cuối cùng, công việc được giao cho Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Thứ tướng Đặng Văn Hùng trực tiếp chỉ đạo và điều động 3 lính đặc nhiệm vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, ba lính đặc nhiệm của Việt Nam đã mang theo tên lửa vác vai INA A387 có tầm bán 6 km ra ngọn đồi cao nhất bên phía Campuchia để di chuyển nhanh chóng và dễ dàng qua nhiều đồi núi, và tránh bị phía Campuchia phát hiện. Toàn bộ hệ thống tên lửa phát vai này được tháo rời ra thành nhiều linh kiện để thuận tiện mang theo. Ba người lính này đã đóng giả là dân thường, đi kiếm cụi và săn bắn thủ hoang. Sau khoảng 6 tiếng di chuyển qua nhiều ngọn đồi, cuối cùng ba lính đặc nhiệm đã trèo lên đỉnh của ngọn đồi bao xa. Từ ngọn đồi bao xa này có thể nhìn quan sát được toàn cảnh dọc biên giới hai nước Việt Cam. Đúng như kế hoạch tác chiến, đề ra phải chính xác và nhanh gọn. Vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, cố vấn Trung Quốc đã đi trực thăng dọc biên giới Việt Cam để quan sát có 5 chiếc đi cùng bảo vệ cố vấn Trung Quốc. Sau khoảng 3 tiếng bay liên tục ở biên giới giáp tranh hai nước từ quốc lộ 14C, quốc lộ AH17, quốc lộ 13, cuối cùng 5 chiếc trực thăng này quay lại một bãi đất trống trên ngọn đồi trọc bằng phẳng và hạ cánh xuống ngọn đồi gần quốc lộ AH17, từ cứ điểm này có thể quan sát được sang biên giới Việt Nam. Đúng như tin tình báo tiết lộ kế hoạch của cố vấn Trung Quốc, sẽ hạ cánh xuống đây để quan sát và sẽ đưa ra chiến lược và các chiến thuật cụ thể đánh chiếm Việt Nam. Trong khi đó, ba lính đặc nhiệm của Việt Nam đã ẩn nấp từ một ngọn núi cao hơn ở phía sau ngọn đồi chọc cách đó khoảng 1 km. Toàn bộ linh kiện đã được lắp ráp từ trước, đàn đã được đưa vào lòng đất, tất cả đã sẵn sàng tác chiến. Vào khoảng 11 giờ trưa hôm nay, Cố vấn quân sự Trung Quốc vì Quốc Hùng đã bước ra khỏi máy bay trực thăng từ phía trước mặt được bảo vệ bởi nhiều quân lính Campuchia trong lúc đang mải mê cầm ống nhỏ để quan sát thực địa, thì lính đặc nhiệm của Việt Nam đã phóng tên lửa vắc INA A87 từ phía sau lưng vào trùng thân thể của vi quốc hùng. Trọng lượng đầu đạn tên lửa này nặng 2,5 kg. Phát nổ làm thân thể vi quốc hùng văng ra tung tóe thành nhiều mảnh khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao để an toàn và bí mật, rút quân theo ba lối khác nhau để đảm bảo bí mật an toàn cho vụ việc đã xong, ba lính đặc nhiệm của Việt Nam đã nhanh chóng cất dấu tên lửa vác vai Inna A387 và chia ra mỗi người một ngạ với lý do đi kiếm củi, để tiền cho việc rút lại về biên giới Việt Nam. Sau khi vụ việc nghiêm trọng này được báo về căn cứ tại Semonorum, khoảng 30 phút sau Campuchia đã điều thêm nhiều chiếc trực thăng đến ứng cứu vì kế hoạch của ta chỉ cần hạ mục tiêu quan trọng là cục vấn quân sự Trung Quốc vi quốc hùng. Nên ba lính đặc nhiệm đã không phóng tên lửa thứ hai vào lính Trung Quốc hay máy bay trực thăng để gây mất kiểm soát. Tình hình chiến sự căng thẳng này, đây là chiến thuật gây hoang mang, sợ hãi cho các tư lệnh vùng 1 và quân lính Campuchia. Tên lửa được phóng ra từ phía sau bên trong lãnh thổ của Campuchia khiến Campuchia và Trung Quốc không thể đổ lỗi cho phía Việt Nam gây ra vụ việc. Nếu tên lửa được phóng ra từ bên trong hoặc phía trước mặt sẽ tạo cơ cho quân đội Trung Quốc và Campuchia đổ lỗi cho Việt Nam. Lợi dụng thời cơ này, Trung Quốc sẽ ép Campuchia tấn công đây là điều mà phía Việt Nam đã tính toán kỹ càng. Tổ hợp tên lửa vác vai INA A87 sẽ chính thức trở thành một vũ khí quan trọng của quân đội Việt Nam. Bộ Quốc phòng đã chính thức mua lại dây chuyền sản xuất của Nga và đang từng bước hoàn thiện loại vũ khí tối tân này. Nước Nga là một nước dẫn đầu trong việc chế tạo vũ khí trên thế giới. Rất nhiều nước trên thế giới đã phải mua vũ khí của Nga, trong đó có Việt Nam. Hiện tại INA là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp đang được quân đội Việt Nam quan tâm. Theo nguồn thông tin mới nhất cho biết, trong kế hoạch tăng cường khả năng nội địa hóa một số loại vũ khí của Liên Xô Nga, sản xuất, Việt Nam đã mua dây thuyền sản xuất hai loại tên lửa phòng không Inna của Nga. Một phần để bổ sung trang bị và dự trữ cho lực lượng phòng không không quân, phần còn, còn lại đảm bảo trang thiết bị cho 10 tàu tên lửa cao tốc Monija, tàu pháo và một loại tàu khác của Việt Nam đang chế tạo trong nước. Inna là hệ thống tên lửa đất đối không vác vai được chế tạo vào năm 1971 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Phòng thiết kế nhà máy chế tạo ở Macau thuộc Bộ Công nghiệp Quốc phòng Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, các cố vấn Trung Quốc liên tục cho quân lính Campuchia khiêu chiến ở biên giới. Nhưng kế hoạch này đột nhiên đã bị thay đổi sang phương án tác chiến khác. Trung Quốc đã dùng hải quân Campuchia để gây chiến ngoài biển đảo. Một thông tin gây chấn động vào đêm ngày hôm qua, theo nhiều nguồn tin trong nước đưa tin. Campuchia cho biết vào lúc 1 giờ đêm hôm qua bước sang ngày hôm nay, 30 tàu chiến của Trung Quốc và Campuchia chở theo hàng chục nghìn binh lính Trung Cam bất ngờ đổ bộ lên đảo Phú Quốc của Việt Nam. Những con tàu này được cho là xuất phát từ cảng biển xem của Campuchia tiến ra Biển Đông. Vào chiều ngày hôm qua, như một cuộc tập trận, hình ảnh vệ tinh ghi nhận có 30 con tàu chiến đã rời khỏi cảng biển xem vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đó khoảng 30 phút đồng hồ, những con tàu này đã tắt hết AIS định vị và tiến về đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam ta. Theo các chuyên gia quốc tế nhận định vào chiều ngày hôm qua, những con tàu này có lẽ đang diễn ra một cuộc tập trận bất thường, nhưng khi thấy chúng di chuyển về phía biển Việt Nam, các chuyên gia đưa ra giả thiết thứ hai là chúng sẽ đến vùng biển Phú Quốc để khám phá. Nguyên nhân bốn con tàu chở vũ khí của Trung Quốc đã bốc cháy ở vùng biển cách đảo Phú Quốc 10 hải lý và chúng đã dừng lại ở đó vào khoảng 20 giờ tối qua. Nhưng vào một giờ sáng ngày hôm nay, con tàu này đã bất ngờ tấn công lên đảo Phú Quốc của Việt Nam ta, như chúng tôi đã đưa tin vào những bản tin trước, xuất phát từ việc quân đội Campuchia cho quân đội tấn công vào đồn Mỹ Quý Tây, chúng bị quân chủ lực và bộ đội biên phòng của ta phục kích, đành cho chúng không còn một bệnh giáp phải chạy về bên kia bên giới. Tiếp theo, sau quân đội Việt Nam đã phá án thành công một mạng lưới tình báo Hoa Nam Trung Quốc tại tỉnh Long An, bắt giữ bốn gián điệp Trung Quốc, nhân câu hỏi này, phía Trung Quốc đã điều động 200 nghìn binh lính vào Campuchia. Thượng tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc là người chỉ huy quân đội đặt tiến về huyện Trung Kauri, cách tỉnh Long An của Việt Nam 12 km. Đứng trước tình hình trên, phía quân đội Việt Nam đã nâng cấp báo động, sẵn sàng chiến đấu trên toàn khu vực biên giới Tây Nam. Dự đoán phía Trung Quốc sẽ vận chuyển vũ khí đến Campuchia qua đường biển đi qua lãnh hải biển Phú Quốc. Hải quân Việt Nam đã cho hai con tàu chấp pháp 8020 và 7011 ra ngăn chặn xua đuổi tàu Trung Quốc. Và đúng như dự đoán, vào đêm hôm qua, bốn tàu vận tải chở vũ khí của Trung Quốc đã xâm phạm vào khu vực 12 hải lý của chúng ta. Phía Việt Nam đã nhiều lần đưa ra lời cảnh báo cho tàu Trung Quốc rút lui ra khỏi cự ly 12 hải lý, nhưng tàu Trung Quốc vẫn ngang nhiên thách thức hai tàu chiến của Việt Nam. Chính vì vậy, con tàu Hamilton của Việt Nam nã hàng chục quả ngư lôi vào rocket và rocket vào bốn con tàu này khiến chúng bốc cháy và chìm xuống biển khơi. Sau khi bắn hạ bốn con tàu này, hai tàu Hamilton của Việt Nam đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vào khoảng một giờ sau, hai tàu chiến của Mỹ đã xuất hiện ở khu vực này. Khi máy bay và tàu chiến Trung Quốc tới nơi, chúng đã chậm chán với hai tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn cáo buộc tàu của Việt Nam bắn hạ bốn tàu chở vũ khí của Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, một sự vụ khác có liên quan đến Đạm Phú Quốc, nhưng nó đến từ Campuchia đó là vào ngày hôm qua, một chiếc máy bay trực thăng quân sự Z9 của Trung Quốc đã xâm phạm vào đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, chiếc trực thăng này đã phát tín hiệu cấp cứu nên phía Việt Nam không nội dung trên chiếc trực thăng này. Chờ một viên tướng và một phi công viên tướng này có tên là Sokha chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam. Theo lời của viên tướng này, ông đã phải chạy trốn khỏi Campuchia vì sự tri trát của Thủ tướng Hun Sen. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Hun Sen đã có chuyến bay đi Bắc Kinh khi trở lại Campuchia Thủ tướng Hussein đã có buổi họp quan trọng với các tướng tà giới quyền để phổ biến kế hoạch đưa quân đội Trung Cam tấn công Việt Nam. Tuy nhiên, tướng Sokha đã phản đối kế hoạch này của Hussein. Chính vì vấn đề này, Hussein lệnh cho lữ đoàn 70 bổ chấp để bắt ông. Nhưng nhờ sự trợ giúp của một vài tướng lệnh khác, ông đã may mắn trốn thoát bằng chiếc trực thăng quân sự Z9 từ một vùng giáp biên giới Việt Nam. Trung Quốc và Campuchia trong mấy ngày qua liên tiếp bị Việt Nam chơi đau thay vì đánh chiếm biên giới trên đường bộ. Đêm qua, đội quân này bất ngờ một cuộc tấn công bằng đường biển lên đảo Phú Quốc. Đây là một đòn tấn công bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới. Để đánh lạc hướng Việt Nam, đội quân này trực chờ ở ngoài biển khơi, sau đó đến đêm mới cho quân đội bộ lên đảo. Được biết, lực lượng trên đảo Phú Quốc của Việt Nam không mạnh nếu so với lực lượng của quân đội Trung Cam. Tại hòn đảo này, quân đội Việt Nam chỉ bố trí một lữ đoàn tổng hợp gọi là lữ đoàn 950. Lữ đoàn 950 bao gồm một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn pháo phòng không cao xạ 37 ly, một tiểu đoàn quân bộ đội chủ lực và một tiểu đoàn cảnh sát cơ động. Trong khi đó, phía quân đội Trung Cam có 10.000 binh lính. Tổng trong số các loại binh chủng, nếu chỉ có 10.000 quân lính đánh bộ, thì Việt Nam ta không có gì phải sợ. Nhưng khi lính đổ bộ vừa tiến lên đạo, 20 máy bay chiến đấu của Trung Quốc từ sân bay campốt đã đồng loạt tấn công chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin tiếp theo và bản tin thời sự ngày mai còn chương trình của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại